chào tất cả anh em chơi radio cassette trên toàn quốc. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh em một siêu phẩm của Sony. Con này có model là Sony CF-5950. Hàng em bay được ship từ Nhật Bản về anh em nhé. Đẹp không tì vết luôn. Cái này là đấu vân tay của mình thôi. Đẹp không tì vết, cam kết với anh em. Bởi vì sao anh em cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Em ship hàng thì có cọc thôi, một chút thì gọi là thôi. Còn lại anh em cứ nhận kiểm tra thanh toán. Rất đẹp luôn. Từ những cái tay sách này, con này là sản xuất cho quân đội Nhật Bản. Cực kỳ đỉnh gấu. Radio 5 băng tần nhé. Radio 5 băng tần này. Có vu vậy này. Có đèn vu này. Ngoài ra thì có rất nhiều chức năng khác. Cũng có line in nhé. Line in này. Line out này. Và cổng mic này. Và cái cổng remote này. Rất nhiều các cổng khác. Ngoài ra con này có dây nguồn kèm theo máy luôn anh em nhé. Dây nguồn của nó, dây nguồn Sony kèm theo máy luôn. Dây nguồn chân nhỏ này. Loại này mua thị trường rất hiếm luôn. Máy đằng rất đẹp. Marine Lafan nha. Cái chữ này nó bé nhưng mà cũng có thể nhìn thấy được. Đấy, Marine Lafan. Điện 100V. Thì cũng tiện đây em xin nói luôn. Những con đài các bác mua đài lưu ý nhá. Một số bác là chưa chơi bao giờ, hoặc là một số bác cũng chơi nhưng mà chơi hàng xuất thì điện 220, nhưng mà đài của em thì hàng Nhật thì là điện 100 nhé. Bác lưu ý, hôm trước một bác mua về cắm điện 220 cháy, sau lại quay lại trách em mà em không báo. Nhưng mà thứ nhất là em cũng không biết bác ấy là người đã từng chơi đài hay chưa. Thứ hai là trên video của em đều có báo là hàng Nhật Bản thì chỉ điện một điện 100 đến 110. Đấy, chỉ cắm một điện như vậy thôi. Nhưng mà chắc bác ấy theo dõi video thì bác ấy nghe xem không kỹ cho nên là bác về bác cắm nhầm. Bác lại quay lại bác trách em. Thì em cũng xin thưa luôn là cái vấn đề đấy là lỗi tại bác không phải tại em. Bởi vì ở trên con đài thì mỗi con đài thì nó đều có ghi thông số của máy nhá. Đều có ghi là nguồn điện bao nhiêu này. Rồi tần số FM, tần số AM bao nhiêu này. Rồi sản xuất ở đâu này. Đấy, công suất bao nhiêu watt này. Đấy, là tất cả đều có nhá. Điện DC bao nhiêu, AC bao nhiêu là đều có nhá. Đấy, cho nên là trong khi là trên video test của đài của em đều báo là nguồn điện gì, dùng nguồn điện gì, 100 hay là 120 hay là 220. Đấy. Ok, thì để không mất thời gian cho anh em thì bây giờ mình sẽ test một phần âm thanh. Anh em lưu ý là con này là đẹp xuất sắc luôn nhá, không tì vết nhá. Đấy. Đẹp cực kỳ luôn, những cái phần nhôm này rất là tuyệt đỉnh luôn. Đây sóng, đây là những băng tần, những sóng của radio 5 băng tần nhá. Là nó dạng, nó làm dạng phím răng chìa này, bấm này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ test một phần âm thanh, em vừa cắm dây nguồn vào rồi. Đây, và dòng này thì nghe nhạc trước 75 thì thôi rồi luôn nhá, không có đối thủ. Loa của nó nằm trên đây nhá, loa bầu dục. Loa bầu dục nha. Những đồi hoa xin ơi, đồi hoa xin tiếng hương điền điền. Vào chuyện ngày xưa là yêu xin tiếng khi còn vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tim cả chiều hôm nay, tim cả chiều hôm nay. Chiếc tốp này, tua này. Đấy. Rất là êm mái và mượt mà đúng không bác nhá, các bác nhá. Đây đều auto sit top này. Đấy, cái dòng này nó thiết kế là cái cửa các cái nút bấm này nó rất chi là bắt mắt luôn. Đấy, em sẽ test bằng phần radio. Radio thì em mở sang nút on này. Em đang để FM đây nhá. Đấy, đây là FM nha. Em chuyển sang băng tần khác này. Em đi con này em đã kéo lên gọi là 8 rồi nha. Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tính đến ngày 30 tháng 9, có tổng cộng 25 lượt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành là hơn 15.300 tỷ đồng và một lượt phát hành ra công chúng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á trị giá hơn 235 tỷ đồng. Diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng nay, áp lực bán mạnh vẫn diễn ra trên diện rộng ngay từ khi mở cửa, khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đang trở nên tiêu cực hơn khi đà giảm ngày càng lớn rộng. Cả mọi chức năng hoạt động. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại những câu trọng điểm. Một, bố chẳng tìm ý cửa tiêu chuẩn tiên. Tôi muốn đặt một phòng tiêu chuẩn. Hai, phóng phẩy bao khổ tàu thân mà. Tiền ở có gồm bữa ăn sáng không? Mẹ. Tân tỷ ngồi chơi, chào ông tân tỷ ngồi chơi. Chào ông thứ chỉ toàn đại cờ binh. Chào ông. Sửa một chút là được. Chú ý sao, chú khớ nhỉ. Chẳng. Chú, chú đàn giờ sẽ khai quả. Chú lá số hảo sư, đi đàn mừng, cao xin hợp thống sư nàng mỉ thiên yào đi thiên yên chú yên lãn sư. Xin tẩm sư chi chú xuống thả, cao xin. Đấy, các cái băng tần thì đa phần là nó bắt các kênh nước ngoài là chính nhá. Chọn của Vinh Danh. Sơn Đào hình thành trên một đoạn đứt gãy của dãy Trường Sơn và bị gió hút gầm ăn mòn qua hàng triệu năm. Cái băng tần hai cái băng tần này đa phần là nó bắt kênh nước ngoài là chính. Còn lại FM với lại MWF này, cái này là AM. Đấy, bắt rất nét, bắt rất nhiều kênh. Máy cam kết với anh em là hoạt động hoàn hảo tất cả mọi chức năng. Cái này đây có nút volume này. Đây là nút tép này.
bát tép này, bát tép này, bát này, đây là cái bằng hai nút này, cái bằng tông, tông của nhạc cao hay thấp. Sơn Động chắc chắn sẽ khơi dậy đam mê khám phá của những nhà thám hiểm trên thế giới cũng như những tín đồ. Ngoài ra các cái nút khác đây là để chỉnh về sóng radio. Đấy, cái này là chỉnh cho radio nó nét hơn. Thống đốc bang California của Mỹ, Gavin Newsom đã ký ban hành dự luật chính thức công nhận Tết âm lịch là ngày lễ của bang này. Máy cực kỳ đẹp nha, đẹp xuất sắc luôn. Anh em nào mà thiện chí thì alo cho em số điện thoại 0867029505 hoặc kết bạn theo số Zalo ở đấy cũng được. À, số đấy đang hiển thị ở dưới màn hình và em có báo giá ở dưới màn hình luôn. Nếu như giá báo, phần báo giá có bị ẩn thì anh em bấm vào cái phần chữ đấy là thì nó sẽ hiện ra. À, cam kết với anh em là máy hoạt động hoàn hảo tất cả mọi chức năng. Đấy, để test hết được tất cả chức năng thì video rất dài cho nên em chỉ test ngắn gọn vậy thôi. Anh em nào thiện chí thì alo hoặc là cái bạn Facebook hoặc là Zalo hoàng tài các xét em thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho. Cảm ơn tất cả anh em trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.